Halloween là một dịp lễ nổi tiếng bên nước ngoài, nhất là Mỹ. Tuy nhiên, tại các nước châu Á, tiêu biểu là Việt Nam, đây lại không phải là một ngày lễ chính thức. Cũng vì vậy, đối với chúng ta, ngày lễ này cũng không có gì đặc biệt cho lắm. Cơ mà bất chấp điều này, từ hàng chục năm nay với sự du nhập của văn hóa phương Tây, cùng với các đơn vị hoạt động truyền thông, lễ hội này cũng đã phần nào len lỏi vào văn hóa, tư tưởng của chúng ta, trở thành một ngày lễ không chính thức nhưng ai cũng thích thú. Tiêu biểu, những ngày xưa cũ, cứ đến mùa Halloween là TV chắc chắn sẽ chiếu rất nhiều bộ phim kinh dị kinh điển khiến mình xem mà nổi da gà. Vậy, đâu là những tựa game hay bạn có thể trải nghiệm trong mùa Halloween năm nay? Hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Trước khi vào phần chính của video, cho phép mình xin một phút tuyển dụng. Hiện tại, kênh Diomio chơi phim hít truyện đang cần tìm những bạn đam mê viết lách có am hiểu về truyện tranh, điện ảnh để làm nội dung video. Các bạn sẽ được trả nhuận bút đầy đủ, được tự do sáng tạo thoải mái ở bất cứ đâu. Những bạn có nhu cầu hoặc đang cần tìm cho mình một công việc, hãy gửi hồ sơ tuyển dụng tới hộp thư diomiovn@gmail.com. Chúng mình luôn sẵn sàng chào đón các bạn. Còn bây giờ, bắt đầu phần chính của video thôi. The Walking Dead có thể nói là một franchise về đại dịch zombie thành công nhất nhì thế giới, bởi hầu như mọi sản phẩm ăn theo franchise này đều thành công rực rỡ. Thời điểm hoàng kim của The Walking Dead thì không có một thế lực zombie nào khác có thể đối đầu với thương hiệu này trên mọi mặt trận. Cũng vì lý do như vậy, tựa game The Walking Dead đã tạo nên nhiều thành công nhất định. Kể từ khi ra mắt vào năm 2012, xuyên suốt 4 phần game cùng với phong cách đồ họa cel shading, một hành trình ly kỳ, nghẹt thở, đầy thử thách cùng với cốt truyện màu sắc, đánh mạnh vào tâm lý, bản chất con người đã được tạo ra cho những game thủ. Về phần cốt truyện của tựa game thì The Walking Dead lấy chung vũ trụ với tiểu thuyết truyện tranh gốc, cũng bắt đầu từ đại dịch xác sống bùng phát. Từ đây, hành trình của các nhân vật trong game cũng chính thức bắt đầu. Loạt game như đã nói gồm có 4 phần cùng một DLC 400 ngày kể cho chúng ta một câu chuyện riêng biệt. Tất cả đều được tổng hợp trong phiên bản remaster The Walking Dead The Telltale Definitive Series. Vậy nên, nếu như bây giờ bạn có ý định chơi tựa game này thì hãy mua ngay phiên bản vừa rồi, trừ khi bạn là một nhà sưu tầm game. Đây có thể được coi là ông tổ của thể loại game kinh dị sinh tồn không có yếu tố hành động, bởi vì bạn chỉ có thể trốn chạy mà thôi. Nghe mô tả thì có vẻ rất giống với huyền thoại Outlast, tuy nhiên Outlast lại là tựa game học hỏi rất nhiều từ Amnesia. Thành công của Amnesia không chỉ đến từ việc tựa game khai sinh ra một thể loại mới, mà thực chất Amnesia cũng không kém gì các con cháu hậu bối sau này. Vì là một tựa game indie nên phong cách đồ họa của game lại đậm chất hoạt hình vui vẻ, nhưng rồi càng đi sâu vào cốt truyện, khi đó chính là lúc bạn sẽ biết thế nào là game kinh dị, sinh tồn nhưng lại không có hành động. Cốt truyện của game cũng được tẩm đá không kém, cùng với cơ chế hư ảo thì cái chất kinh dị của game càng được đẩy lên cao độ. Nếu như nhân vật luôn phải uống thuốc phiện để giữ cho mình tỉnh táo, thì người chơi chắc chắn sẽ phải uống cốc cà phê để khỏi bị tiền đình trong quá trình chơi game. Cho đến nay, một tựa game kinh dị có chiều sâu cùng cốt truyện gây ám ảnh không thiếu trên thị trường game. Tuy nhiên, mỗi tựa game lại khai thác một khía cạnh sợ hãi khác nhau của nhiều người. Vậy nên để mà nói, làm về nỗi sợ cô độc, nỗi sợ đáy biển sâu, chưa tựa game nào có thể vượt qua Soma, đến từ nhà phát triển cùng với Amnesia. Tuy nhiên, Soma sẽ đem đến cho bạn một trải nghiệm khác hoàn toàn so với những gì bạn từng chơi của hãng, đặc biệt là kết cục của nhân vật chính có thể khiến chúng ta rơi vào trầm tư nhiều ngày, cũng như phải đặt ra mục đích cho cuộc đời mình. Trả lời hộ câu hỏi cho bản thân nhân vật trong game, hành trình cuối cùng để làm gì, thế nào là sự bất tử, cuối cùng thì bản thân vui vẻ đồng thời khi bản thân không hề vui vẻ, bản thân trốn thoát nhưng cũng đồng thời không hề trốn thoát, thì là phúc hay là họa. Với một hành trình đầy gian nan và thử thách, chúng ta sẽ gặp những cái kết không muốn nó xảy ra, sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời trong ngày lễ Halloween này. Kinh dị thì cũng hay, nhưng kinh dị kèm theo trinh thám lại còn hay hơn nữa. Đó chính là những gì mình muốn nói về tựa game The Wolf Among Us. Nếu như bạn là một thành trung thành của dòng game trinh thám, thì chắc hẳn sẽ chẳng xa lạ gì với tựa game từng nổi như cồn một thời này rồi. Cũng giống như The Walking Dead, khi cùng chung nhà phát triển Telltale đã áp dụng phong cách đồ họa cel shading cùng với tông màu chủ đạo đến từ Neo-Noir. Tựa game dẫn dắt chúng ta vào hành trình phá án của Big Bad Wolf, cảnh sát trưởng thị trấn Fable, nơi tụ họp của những nhân vật cổ tích cùng các sinh vật huyền bí. Bối cảnh của tựa game đặt chúng ta vào năm 1986 tại New York. Vì là một tựa game ăn theo vũ trụ Fable, nên có thể nói là sự kiện trong game đã diễn ra 20 năm trước các sự kiện gốc trong truyện tranh. Tại đây, một loạt vụ án giết người bí ẩn xảy ra, những manh mối đang được đổ dồn vào các sinh vật huyền bí. Cũng vì vậy, chúng ta phải lên đường tìm kiếm sự thật trong bóng tối. Nếu như nói đến sát nhân hàng loạt, thì Ravenous Devils mới thực sự là game bạn nên chơi, bởi giết người là cả một nghệ thuật. Anyone can cook, một câu nói kinh điển của cố đầu bếp người Pháp nổi tiếng Auguste Gisto. Câu nói này đã vô tình chứng minh qua hàng ngàn năm lịch sử nhân loại, không phân biệt giai cấp, chủng loài từ những nô lệ đến giới quý tộc, một con chuột hay thậm chí là một kẻ sát nhân. Không phải ai cũng có thể trở thành một đầu bếp vĩ đại, nhưng một đầu bếp tuyệt vời thì có thể đến từ bất cứ đâu.
Nếu như bạn là một fan cứng của tài tử Johnny Depp, chắc hẳn sẽ không còn lạ lẫm gì với bộ phim Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street được đạo diễn bởi Tim Burton. Một bộ phim đã đem về 2 giải Quả Cầu Vàng và 1 giải Oscar vào năm 2007, góp phần tạo nên tên tuổi của gã thuyền trưởng tàu ngọc chai đen. Trong phim, Johnny vào vai Sweeney Todd, chí phèo phiên bản Anh Quốc, một con người lương thiện bị đẩy tới tận cùng của xã hội, để rồi cái xã hội đó làm biến chất con người hắn ta, biến anh ta trở thành một con quỷ đích thực, một kẻ giết người hàng loạt với mục đích trả thù đời, trả thù xã hội. Cái xã hội đã khiến anh ta không còn đường lui. Cùng với Lovett, do tử thần thực tử Helena Bonham Carter thủ vai, hai người bắt tay mở một quán bánh kết hợp với quán cắt tóc, nơi những nạn nhân xấu số sẽ trở thành nguyên liệu tươi, ngon, bổ, rẻ để tạo nên chiếc bánh thịt thơm ngon. Chi tiết đặc biệt này đã trở thành nguồn cảm hứng để Bad Vices Games tạo nên Ravenous Devils, nhưng thay vì làm nghề cũ của Đàm Vĩnh Hưng, thì trong game chúng ta sẽ được đổi nghề, trở thành một thợ may chuyên nghiệp. Cốt truyện của Ravenous Devils chỉ mang một chút tình tiết drama để game thêm phần sôi động, nhưng về tổng thể, game chỉ đơn giản là kể một cặp đôi điên rồ, máu lạnh kiếm sống trong một căn nhà được thiết kế đặc biệt cho việc chế biến thịt người, bán áo và đồ ăn. Và những việc bạn phải làm chính là làm mọi thứ để kiếm ra tiền, mở rộng kinh doanh, mà cụ thể ở đây chính là giết người, chế biến họ thành những món ăn ngon để phục vụ khách hàng. Hay phi tang những chiếc áo của nạn nhân xấu số, may chúng thành những chiếc áo mới, bán lại cho kẻ khác, những kẻ mà có lẽ sẽ là mục tiêu tiếp theo của gia đình Percival. Tất nhiên, câu chuyện trong game cũng vẫn sẽ có những diễn biến riêng của nó, một diễn biến đủ để game không buồn ngủ và dẫn dắt chúng ta đi đến các bước ngoặt của trò chơi. Game kinh dị tâm lý là một thể loại khá hay ho khi đánh vào tiềm thức của con người. Oxenfree cũng là một tựa game như vậy, khi nó đánh vào tâm lý của những người con gái hướng nội đang tuổi dậy thì tựa game này đối với bản thân mình còn đang quá khó hiểu. Tuy nhiên, theo như khảo sát thì những người đã chơi qua tựa game này đã trở thành một siêu phẩm trong lòng họ, cùng với nhạc nền cực chill và gameplay không quá phức tạp, phong cách màu nước đặc biệt đã giúp cho game đứng vững trên thị trường game kinh dị. Tuy nhiên, tiếc thay cho tựa game này đã bị gỡ khỏi Steam vài tháng trước. Có lẽ do giờ đây, tựa game này đã ký hợp đồng với Netflix để phát hành độc quyền trên nền tảng này. Halloween thì cũng chỉ có một tối, mà chơi những tựa game bên trên thì sẽ tốn thời gian. Vậy nên, bà hãy thử một tựa game kinh dị giải đố phong cách cổ điển xem sao. Cụ thể là The Witch's House, tựa game này chỉ có 2 phiên bản, một miễn phí, một trả phí. Với bản miễn phí, bạn sẽ chơi không khác gì Dark Souls khi không có chọn độ khó, còn với bản trả phí thì sẽ có độ khó dành cho bạn. Câu chuyện trong game xoay quanh Viola, một cô gái trẻ tỉnh dậy giữa khu rừng. Ngay sau đó, cô đã phát hiện ra rằng lối thoát duy nhất để cô thoát được khỏi khu rừng đã bị chặn lại hoàn toàn bởi bụi hoa hồng. Lựa chọn duy nhất của cô là bước vào một ngôi nhà bí ẩn gần đó với hy vọng tìm được thứ sẽ giúp cô rời khỏi khu rừng. Đi cùng với một con mèo đen, Viola phải cố gắng sống sót trong ngôi nhà bí ẩn và đầy nguy hiểm. Dù sở hữu lối chơi và đồ họa cổ đại, nhưng không vì thế mà không khí ngột ngạt của tựa game biến mất. Sự kinh dị vẫn len lỏi vào tâm trí người chơi với mỗi bước chân của Viola. Như ở trên đã nói, kinh dị có rất nhiều thể loại biến thể, mỗi biến thể đều khai thác vào một nỗi sợ của con người. Vậy, nỗi sợ nhà xác thì sao? The Mortuary Assistant đã cho chúng ta một trải nghiệm giả lập trong nhà xác luôn. Tựa game lấy bối cảnh năm 1998, tại một thị trấn nhỏ ở Connecticut, người chơi điều khiển một trợ lý mới thuê tại nhà xác ma ám. Tại đây, cô phát hiện ra được chỗ quái quỷ mình đang làm đã bị ma ám, và cô vừa là một nhân viên nhà xác, vừa phải trở thành một nhân viên trừ tà. Cốt truyện game có thể khá ly kỳ, bí ẩn. Tuy nhiên, về phần gameplay lại có vẻ hơi bị buồn cười, nhất là khi có ai stream lên cho nhiều người xem, bởi vì bản chất của tựa game lại chính là một game giả lập. Dù là Halloween, tuy nhiên cũng là video nói về chủ đề ma quái. Để kết thúc video, mình sẽ đem đến cho các bạn hai tựa game kinh dị của châu Á, đó là Detention và Paper Ghost Stories 7pm. Về phần Detention thì chắc chả phải giới thiệu nhiều, khi đây là một tựa game kinh dị đặt bối cảnh Đài Loan, đã từng làm mưa làm gió trong cộng đồng Việt Nam ở thời điểm nó ra mắt. Đây có thể nói là tựa game kinh dị sát với văn hóa Á Đông nói chung hay văn hóa Việt Nam nói riêng, cũng như được đánh giá cao trên toàn thế giới bởi tính kinh dị của nó. Trong khi đó, Paper Ghost Stories 7pm lại đặc biệt hơn một chút đối với các bạn đang ngồi đây, khi nó có vẻ là tựa game không có nhiều tiếng tăm cho lắm. Tuy nhiên, nó lại có một đặc điểm thú vị, đó là về phong cách đồ họa khá dị. Cụ thể, tên game như nào thì game y như vậy. Bối cảnh của tựa game được đặt trong một khu chung cư tại Mã Lai. Đây chính là lúc câu chuyện của chúng ta được bắt đầu. Và đó là một số game kinh dị hay ho mình muốn giới thiệu cho các bạn trong mùa Halloween này. Nếu bạn còn có gợi ý nào khác cho mọi người, hãy cùng comment phía bên dưới nhé. Đừng quên bấm like, share và subscribe để hóng những video tiếp theo của DMO. Xin chào và hẹn gặp lại rất sớm thôi.